7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo giàu có tới mức độ nào? Những tài năng đặc biệt của Ronaldo xịn sò ra sao? Và thực hư về chuyện siêu sao bóng đá từng bị đuổi học vì đạo đức kém có thật hay không đây? Kính Lúp TV xin chào tất cả các bạn. Có bạn nào đây là fan của CR7 hay không thì hãy comment điểm danh ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, cùng với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo chính là một trong hai cầu thủ ngự trị trên đỉnh của bóng đá đương đại trong suốt một thập kỷ vừa qua. Cristiano Ronaldo từ một cậu bé nghèo, mỗi ngày đều cơm chan nước mắt trước những lời gièm pha, dè bỉu của các bạn cùng trang lứa, đã vượt lên trên số phận để ngày hôm nay tôi luyện thành một CR7 huyền thoại của bóng đá thế giới cùng một khối tài sản kích xù khiến bao nhiêu người phải mơ ước. Vừa qua thì nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về chân sút huyền thoại xuất sắc Bồ Đào Nha này, nên trong video hôm nay hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu Cristiano Ronaldo là ai. Chắc hẳn những ai là fan cuồng nhiệt của World Cup hay những giải bóng đá quốc tế thì không còn xa lạ gì với cái tên Cristiano Ronaldo hay còn gọi là CR7, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Manchester United và cũng là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Ronaldo là chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu và 4 chiếc giày vàng châu Âu. Không những thế, trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình, anh đã giành được 32 danh hiệu, bao gồm 7 chức vô địch quốc gia, 5 UEFA Champions League, 1 UEFA European Championship và 1 UEFA Nations League. Hiện Ronaldo còn đang nắm giữ kỷ lục nam cầu thủ châu Âu ra sân quốc tế nhiều nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất, cầu thủ ra sân nhiều nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất và có nhiều pha kiến tạo nhất tại UEFA Champions League. Và anh cũng là một trong số ít những cầu thủ đã có hơn 1.100 lần ra sân và ghi hơn 800 bàn thắng trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Nói chung là xuất sắc các bạn ạ. Nhìn vào những bảng thành tích rất gì và này nọ này, bất cứ cầu thủ nào cũng phải ngưỡng mộ chứ nói gì là fan hâm mộ chúng ta phải không nào. Dù vậy, để có được tự tin đứng trên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay là quãng tuổi thơ không ngừng nỗ lực của CR7 và gia đình của mình đấy các bạn ạ. Thứ hai, tuổi thơ bất hạnh và hành trình vượt khó đáng ngưỡng mộ. Câu chuyện bắt đầu từ hơn 30 năm về trước, trong căn nhà tồi tàn ở một vùng quê nghèo của Funchal, thành phố nằm ở hòn đảo Madeira, Bồ Đào Nha. Căn nhà ấy, cứ khi trời mưa thì nước tràn lênh láng vì dột, mà nếu không mưa, trong ngôi nhà cũng luôn ẩm ướt vì bên cạnh là những khu rừng mênh mông. Bà Dolores Aveiro, mẹ của CR7 từng suýt có ý định phá thai, định bỏ đi anh chàng CR7 khi chưa kịp chào đời. Bởi vì tình hình gia đình quá khó khăn trong lúc phải nuôi 3 anh chị em của Ronaldo, đó là Elma, Hugo và Katia. Nhưng có lẽ số phận đã định, Ronaldo phải có mặt trên đời và tỏa sáng rực rỡ cùng với trái bóng. Cuối cùng, bỏ mặc những khó khăn trong cuộc sống và ngôi nhà tồi tàn, bà Dolores đã quyết định giữ lại cậu con trai thứ tư này, đặt tên là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, theo hình mẫu Ronald Reagan, cựu tổng thống Mỹ, với hy vọng cậu con trai mình lớn lên sẽ trở nên đặc biệt. Không phụ lòng sự kỳ vọng của gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, CR7 đã bộc lộ tài năng bóng đá từ rất sớm. Người ta luôn thấy quả bóng cũ kỹ trong chân cậu và hầu như người và bóng luôn không rời nhau. Vào mỗi chiều, sau khi đi học xong, cậu bé nhà Aveiro lại chạy đi đá bóng cho đến tận khuya, có thể là trận đấu trên đường phố hoặc trên sân duy nhất của thành phố ngày ấy. Đôi khi, Ronaldo tự đá bóng vào tường rồi tập khống chế. Lên 8 tuổi, CR7 gia nhập câu lạc bộ Andorinha, bắt đầu rèn luyện tính cách cũng như kỹ thuật chơi bóng. Những đứa trẻ trong đội luôn chế giễu cậu bé có người cha dọn vệ sinh trong phòng thay đồ để kiếm sống. Mỗi ngày trôi qua là nước mắt, càng sốc hơn khi ở tuổi 15, Ronaldo được chẩn đoán mắc bệnh tim đập nhanh, một tình trạng có thể khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp đá bóng. Anh đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật, trong đó dùng tia laser để làm tê liệt vùng tim gây ra vấn đề. Nhưng điều đó càng làm tăng thêm ý chí của Ronaldo, hình thành nền tảng cho tính cách mạnh mẽ về sau. 18 tuổi, năm 2003, Ronaldo rời quê nhà Bồ Đào Nha để đến vùng đất mới. Điểm đến của anh là Man United, một trong những thế lực lớn nhất bóng đá Anh và châu Âu. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi với Ronaldo, từ mức lương 2.000 euro, mỗi tháng khoảng 49 triệu ở Sporting. Khoản thu nhập của anh khi đến MU được nâng lên 150.000 euro mỗi tháng, tương đương với 3,7 tỷ một tháng. Kế đến là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử trị giá 94 triệu euro, tương đương với 2.331 tỷ Việt Nam đồng khi Ronaldo chuyển đến Real Madrid vào năm 2009, từng bước trở thành cái tên được săn đón nhất nhì trong làng đá bóng. Và đến nay, ước tính thì số lương và các khoản thu nhập của Ronaldo nhiều không đếm xuể, cùng với đó là vô vàn những thành tựu mà ai nhìn vào cũng phải suýt xoa ngưỡng mộ. Thứ ba, Ronaldo giàu có tới cỡ nào? Các bạn biết không? Theo trang Football Transfer, vào đầu năm 2021, tài sản ròng của Ronaldo rơi vào khoảng 500 triệu đô, tương đương với hơn 11.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn đại kình địch Messi khoảng 100 triệu đô, tức là hơn 2.000 tỷ và gấp đôi so với Neymar. Còn theo Forbes, thu nhập của CR7 đã tăng mạnh trong năm 2021. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn kiếm được ít tiền hơn Messi vào năm 2020 một chút. Cụ thể, năm ngoái, CR7 kiếm được 117 triệu đô la, gần bằng tổng thu nhập của Messi từ trước tới giờ. Với thu nhập 117 triệu đô tương đương với 2,7 nghìn tỷ đồng, tương đương với việc siêu sao người Bồ Đào Nha nhận mỗi tháng 230 tỷ đồng và 52 tỷ mỗi tuần. Điều này đồng nghĩa với việc anh ấy có thể kiếm được 5 triệu đồng mỗi phút, ngang ngửa với mức lương làm cả tháng trời của nhiều người. Bên cạnh bản hợp đồng trị giá 70 triệu đô với câu lạc bộ Juventus, CR7 còn có rất nhiều những khoản thu nhập khổng lồ khác từ việc kinh doanh, làm đại sứ thương hiệu cho các công ty lớn trên thế giới. Trong đó, Nike được xem là nhà tài trợ nổi bật hàng đầu, hãng trả cho Ronaldo hơn 24 triệu đô mỗi năm, tức là mỗi tháng khoảng tầm gần 50 tỷ, nhẩm tính là đến năm Ronaldo 73 tuổi, số tiền này có thể lên tới gần 1 tỷ đô la, tương đương với 23.000 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn là gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng khác như Castrol, Samsung và KFC. Một nguồn thu nhập khác của Ronaldo đến từ sức hút trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram đã chạm mốc 454 triệu người theo dõi. Ở Facebook, con số này rơi vào khoảng 151 triệu người, từ đó giúp cái tên Ronaldo trở thành cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Không dừng lại ở đó, bên lề sân cỏ, Ronaldo còn xây dựng đế chế khách sạn thông qua tập đoàn mang tên Pestana CR7, phủ sóng ở nhiều thành phố gồm Madeira, Lisbon, Madrid, New York, Marrakech và Paris. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu riêng cho mình hàng tá các bất động sản phủ khắp châu Âu, tậu riêng một chiếc máy bay phản lực có tên là Jetstream G200 với mức giá 27 triệu đô tương đương với 625 tỷ đồng, cùng hàng loạt siêu xe đắt đỏ, du thuyền hạng sang trị giá lên cả vài chục triệu đô. Sương sương thế thôi đủ làm anh em choáng váng chưa nào? Eo ơi, tiền nhiều thế này, có khi đến đời con cháu của Ronaldo tiêu cũng chưa chắc đã hết ấy. Tiếp đến là những tài năng rất gì và này nọ khiến bạn phải mắt chữ A, mồm chữ O vì kinh ngạc đấy. Thứ tư, Ronaldo và những tài năng không phải dạng vừa. Các bạn biết đấy, không phải tự nhiên cái tên Cristiano Ronaldo lại chiếm trệ lọt top đầu bảng những thiên tài bóng đá vĩ đại nhất hành tinh, bởi vì chỉ cần nhìn thân hình 6 mũi vạm vỡ của anh ấy đã thấy uy tín rồi đúng không nào? Đùa chút thôi, nhưng mà phải công nhận là thân hình siêu rắn chắc với lượng cơ bắp lên tới 50% cơ thể cùng lượng chất béo chỉ có 7%, tức là còn thấp hơn cả lượng chất béo trung bình của một siêu mẫu 13,8%, đã giúp chân sút vĩ đại của chúng ta thu hoạch được rất nhiều lợi thế trên con đường sự nghiệp. Ở cái tuổi 36, trong khi rất nhiều cầu thủ đã chọn cách giải nghệ để an hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, thì CR7 vẫn giữ được phong độ chói sáng trên sân cỏ. Thậm chí, thể lực của anh còn được đánh giá là như mới 18 tuổi mà thôi. Không những vậy, CR7 có thể bật cao 228cm mỗi khi đứng tại chỗ nếu lấy đà. Con số này lên tới 263cm, cao hơn 7cm so với sức bật khủng nhất của các vận động viên bóng rổ đỉnh nhất NBA và mạnh gấp 5 lần so với một con báo hoang dã khi săn mồi. Bên cạnh đó, Ronaldo còn sở hữu skill chạy rất nhanh. Ước tính mỗi mùa giải, Ronaldo có thể chạy nước rút nhanh hơn cả một vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp, và tốc độ sút phạt cũng có thể lên tới 13,1%, được so sánh là gần với tốc độ của một con tàu con thoi khi đang phóng. Uầy, toàn những skill đỉnh thế này thì bảo sao Ronaldo không phải là chúa tể ghi bàn, ông hoàng hủy diệt trên sân cỏ đây, quá là ấn tượng phải không nào? Hãy để lại comment CR7 quá đỉnh để bày tỏ suy nghĩ nha. Và bất ngờ hơn là không chỉ giỏi bóng đá, bên lề sân cỏ, anh còn là một nhà từ thiện có số có má và được rất nhiều người kính trọng. Thứ năm, vận động viên làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới. Các bạn thân mến, khác với nhiều cầu thủ, vận động viên trên thế giới có thể thỏa sức xăm trổ những hình thù, ký tự mang nhiều ý nghĩa và dấu ấn cá nhân, thì Ronaldo lại chọn cách nói không với xăm mình để có thể duy trì hoạt động hiến máu thường xuyên, giúp đỡ trẻ em vượt qua căn bệnh suy nhược. Không những thế, Ronaldo còn nổi tiếng là người chưa bao giờ tiếc tiền trong các dự án từ thiện, và một trong những hành động đẹp nhất của Ronaldo là khi anh đã tài trợ 74.000 đô la, tương đương với 1,7 tỷ đồng cho cuộc phẫu thuật não của một em nhỏ 10 tuổi và 150.000 đô, tương đương với 3,4 tỷ đồng cho quỹ từ thiện cứu chống ung thư của Bồ Đào Nha. Vào năm 2016, anh còn không ngần ngại tặng số tiền thưởng vô địch Champions League trị giá 600.000 euro, tương đương với gần 15 tỷ đồng cho một tổ chức phi chính phủ. Hay mới đây nhất là hỗ trợ tổ chức cứu giúp trẻ em và ủng hộ nạn nhân lũ lụt tại quê hương Madeira, Bồ Đào Nha. Tài trợ tiền cho chính quyền bang Santiago, Chile để địa phương này có thể xây dựng một bệnh viện phục vụ người dân. Thậm chí, tiền vệ người Bồ Đào Nha này còn từng hiến tủy xương của mình cho con trai của Carlos Martin, người đồng đội cũ của anh. Chú bé bị bệnh bạch cầu và không tìm được người hiến cũng như không đủ kinh phí để chi trả cho cuộc phẫu thuật. Đó là khoảng thời gian mà Carlos Martin vẫn còn thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Anh ấy nói với chúng tôi về căn bệnh của con trai anh ấy và tất cả chúng tôi đã thể hiện sự đoàn kết bằng cách giúp đỡ anh ấy và con trai anh ấy. Tôi đã hiến tủy xương của mình, Cristiano Ronaldo chia sẻ. Sau tất cả, nhờ những cống hiến và quyên góp không biết mệt mỏi cho rất nhiều quỹ từ thiện trên thế giới trong nhiều năm liền, Ronaldo đã vinh dự được xếp trên võ sĩ John Serra và tay vợt Serena Williams để trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách những vận động viên làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới thông qua thống kê của tổ chức Atletas Gone Good. Quả là những thành quả rất xứng đáng phải không nào? Tuy nhiên có một sự thật, để trở thành một cái tên ưu tú như ngày hôm nay, CR7 cũng phải trải qua những năm tháng vô cùng dữ dội trên ghế nhà trường nha. Thứ 6, cầu thủ nổi tiếng từng là học sinh cá biệt. Đúng thế, các bạn không hề nghe nhầm đâu, vì thời niên thiếu nổi loạn và nghịch ngợm, tiền vệ người Bồ Đào Nha này cũng đã đôi ba lần bị réo tên trước toàn trường và thậm chí từng bị đuổi học nữa đấy. Được biết, anh chàng này từng rất khổ sở để giữ sự tập trung trong lớp học hay từng tuyên bố không quan tâm đến việc học hành của mình. Dù vậy, sự kiện Ronaldo bị đuổi khỏi trường học năm 14 tuổi không liên quan đến việc lười học mà bởi hành động ném ghế vào giáo viên. Biết hành động ấy là sai trái, nhưng Ronaldo khẳng định giáo viên đó thiếu tôn trọng mình và còn chê anh nghèo nữa, dù lúc ấy gia đình anh nghèo thật. Vì lòng tự trọng và ít nhiều cũng bị tổn thương sâu sắc, cùng với một chút mất kiềm chế, anh đã trở nên hung hãn và có những hành động không đúng với giáo viên. Qua đây chúng ta cũng nên rút ra một bài học là hãy bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Dù với bạn bè hay là giáo viên thì những hành động bạo lực đều là không nên các bạn nha. Và không biết rằng cuộc sống của Ronaldo với gia đình thì như thế nào nhỉ? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp các bạn nhé. Thứ 7, gia đình viên mãn của Ronaldo. Có một sự thật là dù tai tiếng trăng hoa phủ kín từ đầu tới chân của Ronaldo, cùng tình trường quy tụ hàng loạt những bóng hồng đình đám như Michel Romero, Gemma Story, Mia Judaken, hai người mẫu nổi tiếng ở xứ sở Bạch Dương, Irina Shayk. Nhưng sau tất cả, chỉ có nàng lọ lem Georgina Rodriguez là chiếm trọn trái tim của chàng cầu thủ cho đến nay. Tuy chưa chính thức kết hôn, nhưng cả hai đã có một con gái chung là Alana. Không những vậy, Georgina còn chịu trách nhiệm sống chung, nuôi nấng ba người con riêng còn lại của danh thủ là Eva, Matteo, Cristiano, Ria vô cùng hòa thuận. Từ năm 2019, CR7 đã chính thức sửa đổi di chúc, đưa tên bạn gái vào danh sách thừa kế khối tài sản kếch xù của mình lên đến 450 triệu đô, tương đương với 10,5 nghìn tỷ đồng. Động thái này quá đủ để chứng minh vị trí của bạn gái trong lòng cầu thủ xuất sắc nhất nhì thế giới. Bên cạnh đó, CR7 không ngần ngại chi số tiền khủng để bù đắp những thiếu thốn trước đây cho gia đình và người thân, như là mua cho bà Dolores, mẹ ruột của mình, một tòa lâu đài tuyệt đẹp ở quần đảo Madeira. Đặc biệt, nhờ có sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của Ronaldo mà bà Dolores đã từng chiến thắng căn bệnh ung thư vú vài năm trước. Trong nhiều năm, Ronaldo luôn dành tiền bạc và thời gian để giúp đỡ cho anh trai Hugo, cai nghiện ma túy và làm lại cuộc đời. Bây giờ, cùng với sự hỗ trợ của CR7, Hugo đang làm ông chủ của một công ty sơn với 15 nhân viên. Còn người chị cả Elma hiện đang kinh doanh một cửa hàng do chính Ronaldo mở trên quê nhà, có tên là CR7. Và riêng người chị Katia thì được Ronaldo thuê hẳn ca sĩ Lady Gaga làm nhà sản xuất và bỏ không ít tiền để giúp Katia đạt được giấc mơ trở thành ca sĩ nhạc pop. Katia đang hoạt động nghệ thuật với biệt danh Ronada. Dù không xuất sắc nhưng ít nhất cô cũng đạt được giấc mơ của cả đời nhờ người em trai. Wow, công nhận Ronaldo đúng là một người sống hết mình vì gia đình đấy. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ thú vị và không kém phần bất ngờ về huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo. Và các bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ suy nghĩ cho mình biết nha. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.